Chuyện cổ tích Việt Nam. Abracadoodle, câu chuyện về một cô gái tên là Olivia. Cô sống với dì của cô trong một ngôi làng giữa những ngọn núi tuyết tuyệt đẹp của dải Alp. Olivia, tắm cho con bò nhanh lên. Con ở đó cả ngày rồi. Dạ, xong rồi, dì Becky. Con ở đó cả ngày rồi. Sparkle. Dạ, bữa sáng của dì đây. Dạ, con cũng dọn dẹp nhà cửa xong rồi. Tạm biệt. Olivia, ít nhất cũng mang cái gì đi. Chúng ta có rất ít thời gian. Còn bữa sáng của em thì sao? Em giặt hạt trong rừng đi. Đây mới là cuộc sống của Olivia, vẽ tranh. Tô màu lên vải bạc là cách cô ấy tô vẽ niềm vui cho thế giới. Nó thật đẹp. Em luôn nói vậy. Sao chị có thể làm cho cùng một cái cây, núi và sông trông thật rực rỡ vậy? Sparkle, chỉ cần cảm nhận cuộc sống, năng lượng, sự sống từ khu rừng này, thiên nhiên là vô tận. Và chị ở bên thiên nhiên càng lâu, thiên nhiên càng khiến chị tràn ngập niềm vui. Niềm vui này được thể hiện trên bức tranh. Nghệ thuật là sự phản ánh của trái tim. Bán tranh đi chị. Chị sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cái gì? Thôi về nhà đi. Chị không bao giờ nghe em hết. Trễ lắm rồi. Còn lãng phí cả ngày trời cho việc tạo ra đống rác đó hả? Đó không phải là rác. Những bức tranh của Olivia là đẹp nhất. Con sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Một ngày nọ, khi Olivia đang vẽ trong rừng. Olivia, Olivia, đừng đi. Chúng ta đã đi sâu vào rừng đó. Cái hàng đó trông rất nguy hiểm. Chúng ta đi, đi về đi mà. Đằng kia, đi. Hả? Là ai vậy? Thưa cô, thưa nữ thần. Ý tôi là thưa tiên nữ thần bí. Tiên nữ thần bí. Tôi thích đó. Tôi chị ấy là một người đáng thương, bị đày đọa bởi sự tàn khốc của số phận với móng vuốt của người dì ma quỷ. Sparkle, tôi xin lỗi tiên nữ thần bí. Tôi đến đây để vẽ. Tôi nhìn thấy con bướm và chị chú tôi đã đến đây. Có thể cho chúng tôi ba điều ước được không? Yên lặng. Olivia, tranh của cô thật giống như niềm vui được tô vẽ lên tấm vải. Niềm vui này cần lan tỏa trên thế giới, nên ta ban cho cô hai ân huệ. Chẳng mấy chốc những bức tranh của cô sẽ đến được nhiều nơi trên thế giới. Và ta ban cho cô khả năng biến mọi bức tranh nào mà cô muốn được trở thành sự thật sẽ trở thành sự thật. Chỉ cần nói Abracadudo. Wow. Cảm ơn. Nhưng hãy nhớ Olivia, đừng bao giờ để hào quang của sự nổi tiếng làm lu mờ niềm vui trên bức tranh của cô. Là ai vậy? Đây là cháu gái tôi, Olivia. Đi lấy gì cho khách của chúng ta đi. Không cần phải vậy đâu. Con ngựa của tôi đang cần uống nước. Olivia. Tôi... Tôi rất xin lỗi. Đây là bức tranh của cô sao? Ồ, chỉ là vẽ nguệt ngoạc thôi. Thật không? Đúng. Chúng rất là đẹp. Tôi có kinh doanh các loại hình nghệ thuật khác nhau. Nếu cô cho phép,
tôi có thể dùng tranh của cô để bán đến cung điện thậm chí. Tất nhiên rồi, tôi đã nói với con bé là mang những bức tranh lộng lẫy của nó đi bán. Chúng ta có thể thương lượng về giá cả không? Chắc chắn rồi. Người thương gia đã mua tất cả các bức tranh của Olivia và rời đi. Bữa tối đã sẵn sàng. Ôi cháu gái yêu, bàn tay của con thật quý giá. Đừng để bị đau chứ công việc vất vả như vậy. Từ bây giờ tất cả những gì con cần làm là vẽ. Nghỉ ngơi đi. Cái giá của đồng tiền Sparkle. Chị có hỏi về số tiền mà dì đã nhận được từ tranh của chị chứ? Để chị hoàn thành công việc, chúng ta sẽ trễ giờ đi vào rừng. Nhưng còn tiền, chị là người dán gì? Nhưng em cần được sống sung sướng. Không quan tâm, tất cả những gì chị muốn là có thể vẽ. Mọi người trong cung điện yêu thích những bức tranh của Olivia và cô ấy sớm trở nên nổi tiếng. Quốc vương đích thân gọi cho cô ấy. Cô Olivia, tác phẩm của cô thật tinh tế. Ta mong là cô sẽ đồng ý trở thành họa sĩ hoàng gia và ở lại trong cung điện. Thưa quốc vương, chúng tôi rất vinh dự. Con bé rất muốn trở thành họa sĩ hoàng gia của ngài. Vậy là Olivia bắt đầu ở trong cung điện với dì của cô ấy. Olivia rất khổ sở. Cảnh tiên nhiên xung quanh chị là khu vườn được cắt tỉa chỉnh chu này. Không rừng cây dại, không có dãy núi. Làm sao chị vẽ được? Quốc vương muốn xem tác phẩm nghệ thuật mới của chị vào ngày mai. Chị không thể vẽ được. Vẽ đi. Hả? Ân huệ của tiên nữ, bất kỳ bức tranh nào chị muốn đều có thể trở thành sự thật. Vẽ chính chị ở một nơi trong rừng, nơi chị có thể vẽ theo trái tim chị. Vậy nên Olivia đã tự vẽ bản thân trong một khu rừng sâu. Abracadabra. Và ngày hôm sau, bức tranh này thật là đẹp. Ta không còn từ ngữ nào để diễn tả cảm giác hạnh phúc của ta nữa. Cô biết không, như một phần thưởng, ta sẽ xây một căn nhà cho cô ở trong rừng. Cô sẽ có mọi thứ cô cần ở đó. Ta hứa. Xin cảm ơn quốc vương. Cảm ơn quốc vương. Wow! Thần chú bí mật có tác dụng. Bức tranh của chị đã trở thành sự thật. Chú không nói cho mình biết sao? Danh tiếng những bức tranh của Olivia đã lan rộng ra ngoài vương quốc và cô trở thành một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Nhưng khi danh tiếng tăng lên thì có gì đó bắt đầu thay đổi. Olivia, dậy đi. Không phải hôm nay chị sẽ đến bờ sông vẽ sao? Tối hôm qua thức khuya, chị muốn ngủ. Cả tuần này chị hầu như không có vẽ gì hết. Chị phải làm gì đây? Mọi quý tộc và quan chức trong vương quốc, các vị quốc vương của các vương quốc lân cận đều muốn chị tham gia các bữa tiệc và vũ hội của họ. Em có biết quốc vương Mandelia đã cho chị một bộ cọ vẽ nạm kim cương không? Bây giờ Olivia bắt đầu bị phân tâm với những thứ không quan trọng bằng tranh của cô ấy nữa. Và vì vậy, những bức tranh của cô ấy bắt đầu mất đi sự quyến rũ của chúng. Olivia, chị không vẽ tốt như trước đây nữa. Sao em dám? Các quốc vương và vương tử cao quý nhất phải chờ đợi những bức tranh của chị trong nhiều tháng mà em lại nói với chị là nó không tốt. Nhìn đi, niềm vui ở đâu? Vẻ đẹp của thiên nhiên ở đâu? Chị làm gì được nữa? Thiên nhiên thì có núi, có sông và mọi thứ giống nhau thôi. Biến đi. Chị thay đổi rồi. Còn em đang ghen tị. Xin lỗi nha, em đã làm việc rất chăm chỉ. Em đã làm gì? Em đánh thức chị dậy. Em đã làm gì chứ? Chẳng mấy chốc, ngày càng ít người đến xem phòng trưng bày của Olivia. Ta rất tiếc, chúng ta sẽ cần một họa sĩ hoàng gia mới. Nhưng Olivia vẫn sẽ được hoàng gia trả lương. Không có họa sĩ hoàng gia nào của ngài có thể có phép thuật như Olivia. Dì Becky nói với quốc vương về khả năng của Olivia trong việc biến những bức tranh trở thành sự thật. Nếu điều này là đúng, ta đã định chiến với quốc vương Mandelia. Nhưng quân đội của họ đông hơn chúng ta nhiều. Nếu cô ấy có thể vẽ vua Mandelia tỏ lòng tôn kính với ta, chiến tranh sẽ được chấm dứt. Nếu điều này thành sự thật, Olivia sẽ mãi mãi là họa sĩ hoàng gia của ta. Và ta sẽ xây dựng một cung điện dành riêng cho cô ấy.
Sparkle đã kinh hoàng khi nghe thấy điều này. Olivia, chị không thể vẽ như vậy được. Sai lầm. Nếu không, chị sẽ không còn là họa sĩ hoàng gia nữa. Em có biết điều đó sẽ nhục nhã ra sao không? Chị chưa từng quan tâm đến việc trở thành một họa sĩ hoàng gia, Olivia. Nhưng Olivia bị mù quáng bởi sự kiêu ngạo của cô ấy, đã vẽ các kho báu của Mandilia được gửi đến như một sự tôn kính đối với vương quốc này. Abracadudu. Vài ngày sau, Olivia, bức tranh của cô trở thành sự thật. Cô thực sự là một họa sĩ hoàng gia. Thấy chưa? Một lần nữa chị lại là họa sĩ hoàng gia. Chị có biết tại sao quốc vương Mandilia tỏ lòng tôn kính với quốc vương của chúng ta không? Đi với em. Sparkle đưa Olivia đến khu doanh trại, nơi những người lính của Mandilia đang nói chuyện với nhau và dùng bữa. Quốc vương và vương hậu của chúng ta đột nhiên bị ốm rất nặng. Các bác sĩ không biết phải làm gì. Công chúa nhỏ của chúng ta sẽ mồ côi nếu có chuyện gì xảy ra với quốc vương và vương hậu. Đó là lý do tại sao vương quốc của chúng ta phải tỏ lòng tôn kính với quốc vương của nước bạn, để bảo vệ trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với ngài và vương hậu. Cái gì? Đây là những gì bức tranh của chị gây ra. Không còn là niềm vui, chỉ có sự kiêu ngạo và làm tổn thương người khác. Nghệ thuật là sự phản ánh của trái tim. Nhớ không? Chị đã làm điều đó. Không. Ồ, không. Chị biết cảm giác không có cha mẹ ra sao. Chị sẽ không làm điều đó với bất kỳ đứa trẻ nào. Olivia đi thẳng đến chỗ tiên nữ. Olivia, điều gì đưa cô đến đây? Đem nó đi. Xin tiên nữ, xin hãy đem nó đi. Đem cái gì đi? Tiên nữ đã nói với tôi, đừng bao giờ để hào quang của sự nổi tiếng làm lu mờ niềm vui. Và tôi đã làm điều đó. Tôi đã hủy hoại một gia đình. Hãy lấy lại ân huệ của sự nổi tiếng và việc biến những bức tranh thành sự thật. Tôi không xứng với điều đó. Xin để tôi vẽ một bức tranh cuối cùng, và sau đó xin hãy lấy lại, làm ơn. Một bức tranh cuối cùng. Olivia vẽ quốc vương và vương hậu Mandilia hạnh phúc và khỏe mạnh, và một hiệp ước hòa bình với quốc vương của họ khi cô ấy đã hoàn thành. Tôi mong muốn bức tranh này sẽ trở thành sự thật. Xin hãy mang các ân huệ đi. Abracadudu. Nếu đó là những gì cô muốn. Abracadudu, lấy lại. Olivia trở về cung điện, và đây là những gì cô ấy nghe thấy. À, quốc vương và vương hậu Mandilia đã khỏe mạnh trở lại. Họ muốn có một hiệp ước hòa bình với chúng ta. Một cuộc chiến chết chóc đã được ngăn chặn. Điều này thật đáng để làm một lễ kỷ niệm. À, cảm ơn rất nhiều. Cô sẽ mãi mãi là họa sĩ hoàng gia của ta. Không phải hoàng gia, tôi chỉ muốn trở thành một họa sĩ. Nhưng tôi đã phá hủy điều đó, tôi phải đi thôi. Nhưng... Olivia, ngài có thể giữ tất cả tài sản của tôi phải rời đi. Olivia đến ngôi nhà cũ trong làng và bắt đầu sống ở đó. Một ngày nọ, Mình đã cảm nhận được việc vẽ tranh lần nữa. Trước đây chị chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều. Bây giờ cũng không nên như vậy. Em biết ngày này sẽ đến. Olivia bắt đầu vẽ. Niềm vui được cô tô vẽ lên vải giống như cô đã từng. Những bức tranh của cô đã lấy lại sự nhiệm màu vốn có, và một lần nữa cô trở nên nổi tiếng khắp đất nước. Nhưng lần này, quốc vương, tất cả những gì tôi cần là vẽ và một cuộc sống yên bình. Với tất cả số tiền còn lại, xin hãy làm điều tốt cho người dân của ngài và giúp đỡ các vương quốc khác. Tôi đã có mọi thứ tôi cần và nhiều hơn nữa. Khi Olivia từ bỏ lòng tham tiền tài, danh vọng và quyền lực, trái tim cô trở nên thuần khiết trở lại, và những bức tranh được họa nên thực sự đẹp, vì nghệ thuật là sự phản ánh của trái tim.